cái mài này nó có cái nó có cái hoài sách đó ha. À, Cái này mà mai mốt mình nó khiên đi lúc cái, 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 cái dây ở đây cái, lúc cái đoạn nó khiên luôn ha <laughs> à xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình chia sẻ các bạn đi à, Đi mua một cây mai các bạn à, mua cây mai về để mình phá thế nó ha thì à, các bạn thấy mình đi vô nhà vườn đó thì à, có một cây mai này người ta cũng bứng về các bạn người ta bứng về thì à, người ta trồng ở trong một cái à, người ta quay một cái bầu mà, bằng cái gì đó Tấm nhựa gì đó, ha người ta trồng thì cũng lâu rồi đó, cái này trồng cũng uh, cả năm rồi các bạn. Đó người ta bấm về thì người ta cũng có cắt để nguyên tàn rồi. rồi người ta trồng có năm trời. Rồi. Này nó lùm xùm rồi. À mình thấy cái cây này thì uh, nó cũng có cái bộ đế cũng hay các bạn. Thành ra mình uh, cắt cái cây này. À, để mình bấm cái này về rồi mình uh, à, mình phá thế nó coi làm sao cái mình trồng uh, vô cái chậu các bạn xem chơi cho vui ha. đó thì bây giờ trước mắt thì mình cắt cái những cái nhánh trên đây tại vì cái cây này thì mình về mình bỏ vô chậu mình làm bonsai các bạn ơi chứ không có không có để nguyên tàn các bạn đó thành ra mình cắt mấy cái nhánh nó hết ha cắt chùi lũi luôn lấy cái phần gốc thôi ở đây mình thấy cái cây này có cái cái nhánh mà nó ôm vô nó chính nó có cái nó có cái tay nó cũng lạ lạ quá không biết nó như thế nào để mình về mình mình nghiên cứu mình cắt ra coi hay sao ha giờ chúng mắt mình cắt cho lũ gì đi cái này nó bứng sẵn ở trong cái trồng sẵn trong cái bầu đó. thành ra mình bứng nó cũng còn nguyên bộ rễ các bạn đó à, sau khi bấm về thì nó về nè các bạn bạn thấy nó có cái bộ rễ nè à, có cái tay sách nó cũng hay ha Tài nó dính vô các bạn bây giờ mình dự định bỏ vô cái chậu này nè à, dự định bỏ vô cái chậu qua mỏng rồi đó các bạn thì cái cây này các bạn thấy nó đứng nè hai rễ đứng thế này nè bây giờ mình sổ nó ra đó mình có thể cái cây này để nghiêng được nè các bạn đó, cái này ngày xưa người ta cũng để nguyên cái bầu đất thành ra cái bộ rễ nó nó còn ở trong đây nó cái bộ đất cũ nữa, các bạn bây giờ mình xả cái bầu đất cũ nó ra luôn ha nó mình chỉ giữ là một số dễ cám thôi các bạn để mình bỏ vô mình trồng còn cái đất của nó mình sổ ra hết đi mình có thể trồng nghiêng vậy nè các bạn à nó nó cho nó cho nó nhô cái phần lưng này lên nè các bạn đó cho nó nghiêng qua ha đó cho nó nghiêng qua nó sẽ lộ cái phần lưng này lên rất là hay nữa các bạn bây giờ nó còn hơi cao nè lý do nó cắn mấy cái rễ dưới nè các bạn để mình coi cái rễ nào nó cắn nó thì mình cắt nó bỏ đi ha mình mạnh dạng mình cắt các bạn không có nên giữ mình cắt làm sao mà cho nó vô cái thế của mình các bạn đó, nhìn cho nó đẹp thì được bởi vì cái này mình cắt cho lũi trên rồi ở dưới đây mình chỉ cần chừa một hai cái chùm rễ là là ngon rồi các bạn không cần nhiều ha thì cái nào mà nó dảnh lên ở trên thì mình cắt bỏ cái nào mà nó độn ở dưới nó đụng cái đáy chậu cũng nên cắt các bạn không nên cho rễ đụng đáy chậu ha đó mình cắt cho nó hỏng lên à, những cái rễ nào mà nó nằm sâu ở dưới đá chậu thì nó không tốt các bạn à, sau này nó không phát triển đâu mà nó có thể nó thúi với dưới nó, nó nó hư lên các bạn Thật ra mình nên cắt ha những cái rễ nào mà đụng đá chậu nên cắt đi bên này nó cũng có mấy rễ nữa nè các bạn cây này thì nó có một phần à, rễ nó đã à, à, lúc mà người ta bứng thì à, một phần rễ nó đã ra rễ mới đó các bạn đó, rễ cám rất là nhiều ha thành dạ, ra mình giữ những cái chùm rễ cám lại để mình trồng mình ghép luôn các bạn cho nó mạnh ha đó mình có thể mình để gì thì nó dẫn nó cũng những cái rễ này lên đó cái mình này rất hay các bạn đó, mình cắt đây nè mà bạn cắt ngắn lại còn đây cắt bỏ luôn bên đây thì mình lạng xuống các bạn thì cái cây nó sẽ dốt lại thôi đó những cái rễ này nè các bạn thấy rễ rất hay nè à, chỗ đây nè các bạn thấy không chỗ đây nó thừa nó dẫn lên nhưng mà ở dưới nó có một cái rễ nhỏ đó các bạn đó mình có thể mình cắt ngang đây ha để mình nuôi cái rễ nhỏ cho nó ăn xuống còn cái rễ bên đây mà cái rễ nào nó dẫn lên thì mình cắt bỏ luôn nó cái này nó có nó 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 dẫn lên trên miệng chậu các bạn ơi. đó, thành ra không có thể để ha, thành ra mình cắt luôn. đó thì uh, những cái rễ nào mà các bạn thấy cái rễ nào mà mình cảm thấy nó không có uh, vô cái miệng chậu mà nó thừa thì mình nên cắt các bạn, nó không có nên để ha, đó, cắt đi, cứ cứ cắt chứ không sợ, bởi vì cái cây này rễ rất là nhiều các bạn. À, cái chỗ đây thì nó có một cái rễ nhỏ nó ăn xuống nè thì mình cắt cái này cho nó gom lại để sau này nó sẽ liền nó, nó liền rạc lạc cái 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 rễ xuống luôn các bạn còn cái phần đắt bầu của nó thì mình đã lấy ra hết ha không có không cần để để mình, mình lấy ra rồi mình vô lại cái chất trồng mới các bạn thì cái chất trồng ở đây mình cũng thường chia sẻ các bạn mà các bạn cũng nhắn tin hỏi mình hoài ha chất trồng của mình ở đây là bằng cám dừa với cát các bạn ơi chứng à, ít cho cháu ha tỷ lệ trộn thì vừa với cát một thứ một nửa cũng được hoặc là vừa nhiều hơn cát ít hơn chút cũng được các bạn à, không sao ha thì mình cứ trộn rồi mình vô nó mình trồng thôi à, cái rễ này nó cũng hư mình cắt nó luôn nó à, nó thừa các bạn rễ này nó cũng không có được tốt mà nó cũng muốn thúi một một phần ở đây nè các bạn mình cắt bỏ luôn ha À, thì các bạn cứ để vô mình sửa cái theo cái chiều nào nó mình thấy nó đẹp à. thì những cái rễ mà nó thừa trở lên thì mình nên cắt các bạn để cho nó lộ cái phần mà mình giữ lại ha đó, các bạn thấy sau khi mình cắt thì nó lộ nguyên cái phần đế lên các bạn đó, lộ phần đế lên rất là hay ha còn ở chỗ đây nó có một cái chùm rễ mà nó nó mới phát triển sau này nữa mà rễ này rất là nhiều thành ra mình có thể mình mình sửa cho nó gọn lại thì mình ép nó cho nó xuống chậu luôn các bạn À, cái chùm rễ này sau này nó nó phát triển cái cây nè. À nội một chùm này không thì nó đủ phát triển nè các bạn. Đó, mình có thể sửa cho nó gọn gàng mình đưa nó xuống ha. Đó. Thì sau khi mình trồng nó vô thì nó vậy đó các bạn. Bây giờ mình cắt bỏ những cái nhánh thừa này luôn ha để mình mình ghép nó các bạn. Cái cây này thì cái cần ghép ba bo thôi các bạn ạ. đó à, thì đối với cây mai thì các bạn thấy nó rất là dễ sống các bạn nha có bạn thì cũng nói là mai trồng khó sống rồi đó thì cái cách mà các bạn trồng sao thì mình không hiểu chứ thật sự mình trồng thì nó rất dễ các bạn rất dễ sống ha không có khó à, những cái nhánh này thì mình nên cắt sát để mình ghép các bạn bên đây nó còn cái cục này là mình cắt nó chưa có dót lắm đâu bây giờ mình có thể mình lạng xuống một miếng nữa cho nó dót cái cây lên ha đó thì uh, các bạn thấy sau khi mình uh, nó đứng bây giờ mình trồng nghiêng qua đó thì được cái cây như thế này các bạn cây này mình thấy nó có cái cái nhánh mà nó nó quách trở qua mà nó ôm vô thân nó dính rồi các bạn đó, nó giống như là một cây <laughs> một cái quai sách vậy đó, à, nhìn nó cũng lạ ha. Nó sau khi mà mình à, mình cắt, mình sửa thì mình để nghiêng qua mình trồng vô cái chậu thì à, nó được gì nữa các bạn. Nó lộ lên cái phần đế rất là hay các bạn ơi. Đó, theo mình thấy cái cây này thì à, rất hay các bạn. đó bạn thấy cái phần đế nó găng gút không? Sau khi mình cắt những cái rễ nhỏ ra thì nó lộ cái phần thân đế ra rất là đẹp các bạn. Bây giờ cái cây mà nhiều khi nó đứng thì nó khác mà nó nằm nó khác các bạn ơi. Thành ra mình để ý ha à, mình để ý mình có thể mình phát hiện nó thì uh, mình có thể mình mua về rồi mình sửa nó các bạn đó thì sau khi các bạn thấy cái cây này nó đứng lên thì nhìn nó không có cái mình nữa các bạn ha nhưng mà sau khi mình để nằm qua rồi những cái rễ thừa rồi mình cắt bớt đi thì nó lộ phần rễ ra oh, bây giờ nó tạo ra cái bộ đế rất là hay các bạn bộ đế rất là lực cây ha đó bạn thấy bộ đế là nó găng gút rất là lực nhìn cái cây rất là vững chãi các bạn thấy không đó các bạn nhìn coi sao thì có thể góp ý cho mình ha ở phần trên thì mình cắt cho nó gót lại luôn đó các bạn đó, các bạn thấy có cái tay nó dính vô đây rất là hay ha cái cây này thì mình chỉ ghép có 3 bo thôi các bạn ơi đây là rất đơn giản nhưng mà nó rất hay các bạn cái thế nó nghiêng nhưng mà cái bộ đế nó rất là vững chãi các bạn đó rất là lực cây ha mặc dù cái cây nghiêng các bạn thấy thường cái cây nghiêng thì phải cái cái rễ nó phải lực nha các bạn cái rễ nó phải có lực có lực ở đây có nghĩa là cái cái bộ rễ mà nó chịu lại cái sức nghiêng của cái cây các bạn cảm giác cái cây nghiêng nhưng mà bộ rễ nó nó níu kéo lại các bạn à, thành ra cái bộ rễ mà nó có lực như thế này thì à, cái cây nó mới rất hay các bạn ha chứ cái cây mà nghiêng mà cái bộ rễ chịu lũi á, thì cảm giác cái cây nó giống như nó chuẩn bị nó ngã xuống đó. thì nó, nó là nó không hay các bạn thành ra bộ đế của cái cây nghiêng đó, lúc nào cũng phải có cái lực ha nhìn cái cảm giác cái cảm giác là cái cây nó bị đổ mà nó đã à, phát triển bộ rễ bộ rễ trở lại nó nghiêng mà nó phát triển bộ bộ rễ trở lại nó rất là có cái cái, cái cái sức các bạn ha thứ nhất thứ hai nữa là cái cây này nó có cái cái mình nó cũng nhìn nó cũng na ná như là mình thú các bạn đó thành ra theo mình đánh giá cây này thì rất hay không biết các bạn thấy như thế nào các bạn có thể góp ý cho mình ha cây này thì nó tầm khoảng 40 các bạn ơi đó, khoảng hai tay mình gần 40 nếu mà sát sát dưới gốc rồi có thể 40 đó để này sau khi mình cắt nó có một cái nhỏ cấm xuống các bạn sau này nó sẽ liền lạc xuống ha đó, cái phần đế này mình sau khi mình cắt mình dọn ra thì thực sự mà nói thì mình rất ưng ý các bạn ha mình rất ưng ý cái cây này bởi vì cái cây này nó nó mang cái dáng dấp của một cái cây uh, cây siêu mà có lực ha đó, nếu mà đánh giá thì cái cây này cây siêu mà lực rất là lực các bạn thứ hai nữa thì cây này có một cái dáng dấp là cây thú các bạn ơi. mình nó cũng như là mình thú thì ở đây được hai cái tiêu chuẩn của cái cây chơi bonsai các bạn đó là theo cái ý của mình còn ở đây mình muốn các bạn góp ý vô coi cái cây này như thế nào có thể cho mình một cái ý kiến ha đó. thì uh, các bạn thấy sau khi mà cái cây ở ngoài đất á, thì mình cũng phải uh, nghiên cứu ha rồi ngắm nghía cho nó làm sao rồi bứng nó về rồi lặt qua lặt lại ha rồi uh, cắt bỏ những cái thừa rồi mình trồng vô để nghiêng để nằm vậy đó ha nó mới tạo ra được một cái cây nó lạ các bạn thì uh, hôm nay là mình uh, chia sẻ các bạn cái cách mà đi uh, mua cái cây ngắm cái cây nó rồi uh, cắt sữa rồi vô chậu rồi uh, ghép cái cây để mà có được một cái cây nó uh, uh, đổi chuyển từ cái dáng đứng mà chuyển qua cái dáng khác để có được một cái cây nó thực sự là mang lại cái uh, cái gì đó mà nó lạ lạ cho mình để mình chơi ha thì uh, mình uh, cái video của mình đến đây kết thúc rồi mình xin chân thành cảm ơn uh, tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha à, các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem à, nhớ đăng ký cái kênh để ủng hộ cái kênh mình các bạn ơi rồi, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.